Đối với em thì việc tham gia chương trình cũng là một cái cơ hội để em có thể giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đối với em thì việc học của các em nhỏ vẫn là việc quan trọng nhất. Và chắc chắn nó cũng là những cái áp lực của gia đình. Em muốn tài trợ cho cả ba em được đi học từ giờ đến hết lớp 12 là mỗi em 30 triệu ạ. Quá tuyệt vời. Người ta hay nói là mình tạo cơ hội ấy sẽ tốt hơn, thì em muốn là gửi cho chị gái của Châu thêm 10 triệu đồng nữa. Dạ con cảm ơn cô Hà. Bởi vì chỉ có con đường học tập thì theo cô Hà nghĩ là mới có thể thay đổi được tương lai. Nên là tất cả các con hãy hứa với cô Hà là phải học thật là giỏi và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nhớ chưa? Dạ. Ok. Cái tiền học này thì em cũng tổng khoảng 90 triệu thì em xin được gửi về cho chương trình để chương trình gửi đến các trường của các em. Đúng rồi. Ấm kèm nhúng nóng hoa sen, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng các con. Các con đã vượt qua những thử thách của chương trình. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của chú Kỳ Minh Tuấn với cô Hà Mỹ Di để giúp các con. Các cô chú mong muốn các con sẽ giữ mãi cái tinh thần vượt khó đó. Bởi vì gia đình các con vô cùng khó khăn, mình cũng phải cố gắng nhiều hơn các bạn. Được không? Sau đây là kết quả. Đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Wow! Thuộc về đội... thuộc về đội em Tuấn. Chúc mừng Tuấn. Vui lên nào. Như vậy là Tuấn và mẹ sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Rồi chị ơi, chị cảm nghĩ như thế nào? 15 triệu là đó cho cháu na ăn học rồi. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho cháu Tuấn. Bây giờ đội đang giữ số thời gian thấp nhất là 10 phút 47 giây. Đội về nhì 10 phút 51 giây. Có nghĩa là chúng ta chỉ hơn thua 4 giây thôi. Trời ơi. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu. Còn đội về nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt ở đó. Giá trị giải thưởng rất là cao. Xin chúc mừng đội về nhất. Thuộc về... của chị và Tuyết nha. Đội của Châu sẽ nhận được 20 triệu đồng. Dạ. Chị của Châu nè, con học một khóa về bao nhiêu tiền? Dạ là 1 chỉ. Học một khóa thôi hay là mấy khóa lượng em? Dạ học 3 khóa. Học 3 khóa. Còn 2 khóa nữa. Tức là vàng nay 7 triệu mấy rồi. Vậy mình canh canh khi nào vàng xuống mình học hả? Mình có canh không? Hay. Học cái xong rồi là không ta làm nghề luôn. Ủa vậy hả? Rồi. Con đội về nhất ngày hôm nay sẽ nhận được giá trị giải thưởng chưa biết bao nhiêu, ta sẽ bước vào vòng trong. Dạ. Hồi tí nữa thì em có quà riêng. Có quà riêng, dạ. Rồi. Chào mấy đứa nhỏ. Ok. Dạ. Đối với em thì việc tham gia chương trình cũng là một cái cơ hội để em có thể giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đối với em thì việc học của các em nhỏ vẫn là việc quan trọng nhất. Và chắc chắn nó cũng là những cái áp lực của gia đình. Em muốn tài trợ cho cả ba em được đi học từ giờ đến hết lớp 12 là mỗi em 30 triệu ạ. Quá tuyệt vời. Người ta hay nói là mình tạo cơ hội ấy sẽ tốt hơn, thì em muốn là gửi cho chị gái của Châu thêm 10 triệu đồng nữa. Dạ con cảm ơn cô Hà. Bởi vì chỉ có con đường học tập thì theo cô Hà nghĩ là mới có thể thay đổi được tương lai. Nên là tất cả các con hãy hứa với cô Hà là phải học thật là giỏi và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nhớ chưa? Dạ. Ok. Cái tiền học này thì em cũng tổng khoảng 90 triệu thì em xin được gửi về cho chương trình để chương trình gửi đến các trường của các em. Đúng rồi. Chương trình sẽ nhận số tiền đó, sẽ gửi liên lạc với trường của Tuấn nè, với trường của chị nè, liên lạc với trường của Châu để chúng ta có thể đóng trước học phí 6 năm liên tục luôn.
còn một em bé nữa mà. Còn à, Tuyết đúng không? Đúng rồi. Thì thôi cô Hoàng cũng lì xì Tuyết 10 triệu luôn ạ. Wow. Dạ. Như vậy là hôm nay gia đình của Châu là con có 60 triệu. Yeah. Đó. Rồi gia đình của Tuấn á 15 triệu. 15 triệu cùng với 30 triệu là 45 triệu. Wow. Tạm ổn rồi. Còn gia đình của chị thì chưa biết có bao nhiêu. Mình đã có 40 triệu của cô Hàm Di tặng rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Lê Bá Khánh Toàn, bà Đặng Khánh Hòa, giám đốc Yến Xào Việt Win sẽ lên trao phần quà cho ba em. À, xin mời em. Anh Quyền Linh ơi, em muốn nhìn thấy các bạn nhỏ nở một nụ cười thật tươi nhá. Em chưa nhìn thấy các em nhỏ cười luôn á. Ừ. Các con cười tươi lên nào. Đừng có căng thẳng. Đúng rồi. Cảm ơn các cô chú đi cả. Cảm ơn mọi người. Em được theo dõi trực tiếp chương trình của mình thật sự là rất là xúc động. Và em cũng rất là cảm ơn và cũng rất là vui khi có một phần nhỏ bé. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Chúc công ty ngày càng phát triển nha. Một tràng pháo tay dành cho Mạnh Thường Quân ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt để xem gia đình của chị nhận được bao nhiêu bản logo của chương trình. Xin mời. Yeah. Ấm kèm nhung nóng hoa sen, hân hạnh đồng hành cùng Máy Ấm Gia Đình Việt.